Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023, 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thăm chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng cho trận địa pháo hoa Tết cổ truyền dân tộc. Tổng giám đốc IMF, lạm phát cải thiện, kinh tế thế giới 2023 vẫn chưa lạc quan. Thưa quý vị, chiều qua, đoàn do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường trạm trung chuyển Quang Trung trên địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày cuối năm, dù nhiều đơn vị đã nghỉ Tết, nhưng công nhân tại trạm trung chuyển Quang Trung vẫn miệt mài với công việc. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố cho biết, dự kiến Tết Nguyên đán năm nay, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận xử lý từ 18.000 cho đến 20.000 tấn rác thải. 100% anh chị em công nhân sẽ trực làm việc xuyên Tết. Ngay trong đêm giao thừa, rác thải sẽ được thu gom chuyển về các khu xử lý rác và lực lượng công nhân sẽ làm việc đến khoảng 8 giờ sáng mùng 1 Tết mới kết thúc. Ngoài ra trong những ngày Tết thì một số lực lượng nữa, tức là anh em phải quét đường, phải làm sao tổng vệ sinh cho thành phố trong những ngày mùng 1, mùng 2 để cho bà con đón Tết trong những ngày đầu năm mới, đường phố sạch đẹp. Công ty cũng đã có những chế độ lo cho anh em trong những ngày cao điểm Tết, chẳng hạn là tăng ca, tăng bồi dưỡng, hỗ trợ tiền Tết để làm sao cho anh em là vừa đảm bảo được là vật chất và tinh thần phục vụ cho những cái ngày đắt Tết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn đến các anh chị em công nhân vệ sinh môi trường tại trạm trung chuyển Quang Trung đã vất vả để giữ gìn môi trường thành phố luôn sạch đẹp, trong lành. Tôi rất là quan tâm đến vấn đề là thu nhập đời sống của anh em. Rất mừng là các anh chị thực hiện có lương tháng 13, rồi có tiền Tết, trực Tết, rồi tăng ca, rồi chăm sóc bữa ăn nữa. Tuy nhiên tất cả những cái đó cũng đều là chưa đủ. Chúng ta cố gắng làm sao chúng ta chăm lo được nó nhiều hơn, để coi như chúng ta bù đắp, chúng ta đền đáp phần nào cái công lao của các anh các chị giúp cho thành phố chúng ta có được sạch sẽ như thế này. Việc này thì đi trên thành đường sạch đẹp, nhiều khi mọi người nghĩ đơn giản, thậm chí mọi người không nghĩ đến. Nhưng mà nếu như không có chúng ta thì chắc chắn là nó không được như thế. Rác mà chỉ cần ngưng vài ba ngày thôi thì là nó sẽ rối lên. Đây, cho nên là chúng ta không những là giữ cho thành phố này sạch sẽ, đẹp, mà chúng ta còn đang làm một việc rất quan trọng, đó là giúp cho thành phố đảm bảo được cái an ninh đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo hộ lao động cho công nhân, đảm bảo các chế độ phúc lợi, an sinh, giúp công nhân có cuộc sống ổn định, đồng thời đẩy mạnh việc đổi mới công nghệ xử lý rác, bảo vệ môi trường. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, đồng chí Phan Văn Mãi chúc các công nhân luôn mạnh khỏe, đón Tết an lành và hạnh phúc, lao động hăng say và sáng tạo hơn để giữ gìn môi trường thành phố ngày càng sạch sẽ, khang trang. Thưa quý vị, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cả năm 2022 cán mốc 732 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Nhờ đó mà cán cân thương mại thặng dư năm thứ 7 liên tiếp với giá trị gần 11 tỷ đô la Mỹ, góp phần ổn định tỷ giá, dự trữ ngoại hối. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 của Việt Nam đạt khoảng 53,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với năm 2021, mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Với việc hiệp định EVFTA đã có hiệu lực hơn 2 năm nay, thì các doanh nghiệp nông sản của chúng ta cũng đã làm quen được với những quy định của hiệp định này, thế và đã tận dụng được tương đối tốt những cái ưu đãi từ hiệp định đem lại để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, nhất là những cái mặt hàng như là gạo, rồi một số mặt hàng trong cái nhóm rau củ quả thời gian qua đã có sự tăng trưởng đáng kể sang thị trường của châu Âu.
Với Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, sau 3 năm thực thi, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường trong khối tăng trưởng lên đến 75-100%. Nhóm điện thoại và linh kiện, nhóm điện tử và máy vi tính, máy móc, phụ tùng, dệt may, da giày là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang khu vực này. Với 16 cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã được ký kết với các nước, trong đó có hiệp định tự do giữa Việt Nam với Úc và New Zealand, thì cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho Tổng Công ty May 10 chúng tôi nói riêng và ngành may của chúng tôi nói chung có thể mở rộng thêm những cái thị trường thông qua những cái hiệp định thương mại tự do này ở những cái nước mà có ký kết với Việt Nam. Thì để chúng ta có thể duy trì được cái xuất khẩu một cách liên tục và bền vững, thì cái việc mà chúng ta đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm nó vừa giúp cho chúng ta là có thể có cái cơ hội để thâm nhập thị trường tốt hơn và cũng vượt qua những cái rào cản thương mại được hiệu quả hơn. Cũng theo một số doanh nghiệp, để thúc đẩy xuất khẩu cần tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp bằng việc ứng dụng số hóa trong giải quyết thủ tục hoàn thuế, thông quan xuất nhập khẩu, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đặc biệt, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế chính là tiếp tục giữ ổn định tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ. Với giải pháp này, Việt Nam sẽ giữ ổn định được hơn 70% các hợp đồng xuất nhập khẩu. Năm 2022, cùng với quyết tâm tăng tốc để phục hồi của thành phố, ngành du lịch đã chuyển mình mạnh mẽ và bứt phá ngoạn mục với gần 35 triệu lượt khách quốc tế và nội địa đến với thành phố. Doanh thu du lịch ước đạt 131.000 tỷ đồng là một trong các ngành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu chặng đường quan trọng của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Năm nay, lần đầu tiên ngành du lịch thành phố tổ chức đề cử và bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của ngành. Sự kiện nổi bật nhất và được bình chọn nhiều nhất là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn Welcome to Hồ Chí Minh City. Chương trình được triển khai ngay khi Việt Nam mở cửa du lịch như một lời chào, thể hiện tình cảm cũng như sự sẵn sàng của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Và hơn hết, ngành du lịch thành phố vô cùng tự hào, vinh dự khi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn Welcome to 2022. Năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh ở hạng mục Điểm đến du lịch MICE hàng đầu châu Á, Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á, đã góp phần định vị điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch thế giới. Đặc biệt, lần đầu tiên Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được trao giải thưởng cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á như lời động viên chân thành đến những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt năm qua. Sự kiện xếp thứ 10 là hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, thu hút hơn 200 thí sinh trong cả nước, góp phần tạo lửa, giữ lửa và truyền lửa cho nghề hướng dẫn viên du lịch. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, liên danh các nhà thầu huy động hơn 2.000 máy móc, phương tiện và kỹ sư công nhân thi công trên công trường sân bay Long Thành. Những ngày giáp Tết, tại sân bay Long Thành, các nhà thầu vẫn huy động toàn bộ lực lượng chia ca thi công 24/24 giờ. Riêng trong 6 ngày nghỉ Tết, liên danh nhà thầu huy động hơn 900 máy móc, phương tiện và khoảng 1.200 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường. Việc thi công dịp Tết chỉ diễn ra trong giờ hành chính và không làm ca đêm. Trong những ngày Tết, người lao động làm việc trên công trường sân bay Long Thành, ngoài nhận lương còn được nhà thầu và chủ đầu tư dự án chi trả mỗi người 1 triệu đồng mỗi ngày. Hiện sân bay Long Thành đang triển khai gói thầu sang nền và đến nay các nhà thầu đã đào đắp được 45 triệu mét khối đất. Trong đó, việc sang nền tại khu vực xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, nhiều siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tăng giờ hoạt động, thậm chí một số siêu thị mở cửa 24/24. Tại các siêu thị Sài Gòn Co-op, ngày 30 Tết mở cửa từ 6 giờ đến 12 giờ, mùng 1 Tết, hệ thống của Sài Gòn Co-op tạm dừng phục vụ. Từ mùng 2 đến mùng 5, hệ thống siêu thị sẽ mở cửa buổi sáng, mùng 6 hoạt động bình thường. Tại hệ thống Aeon, ngày 30 Tết Aeon hoạt động tới 19 giờ và mùng 1 mở cửa lúc 11 giờ. Từ mùng 2 Tết, siêu thị hoạt động bình thường. Còn hệ thống MM Mega Market cho biết, để phục vụ cho khách hàng mua sắm hàng hóa Tết thì hệ thống chỉ nghỉ mùng 1, còn lại các ngày khác hoạt động bình thường. Đặc biệt, MM Mega Market là hệ thống siêu thị duy nhất đang mở cửa 24/24 giờ và ưu tiên khung giờ ban ngày để phục vụ khách hàng lẻ, khung giờ ban đêm phục vụ cho nhóm khách hàng chuyên nghiệp mua sỉ. Ngoài ra thì theo đại diện hệ thống của Winmart, đơn vị sẽ mở cửa từ 12 giờ ngày 30 Tết và mở cửa bán hàng từ mùng 4. Đối với các siêu thị trong trung tâm thương mại thì đóng mở theo giờ của trung tâm.
Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán có thể nói là mùa mua sắm sôi động nhất cả năm và thời điểm mà hầu hết các hệ thống phân phối, nhãn hàng đều chi mạnh cho các chương trình trải nghiệm, tích điểm đổi quà, rút thăm trúng thưởng, hái lộc đầu năm. Qua đó thì góp phần gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng. Tại siêu thị Aeon Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và Aeon Long Biên, Hà Nội, đến khu vực Uniclever, người tiêu dùng có thể hái lộc hoàn toàn miễn phí là những phong bì lì xì đỏ được treo trên cây hái lộc. Với mỗi bao lì xì, người mua có cơ hội đổi được nồi chiên không dầu, bộ quà Tết bừng sắc, sữa tắm dưỡng thể Dove mới, mẫu thử Cli chính thảo dược cổ truyền. Chương trình hái lộc đầu năm diễn ra đến hết ngày hôm nay. Trước đó, thương hiệu này cũng triển khai chương trình Tết bừng sắc đón lộc vào. Khách hàng mua đơn hàng Uniclever từ 599.000 đồng có bộ đôi dầu gội Cli chính thảo dược cổ truyền và sữa tắm dưỡng thể Dove có cơ hội trúng máy lọc nước, nồi chiên không dầu và hàng loạt ưu đãi khác. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thời điểm cận Tết thường xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm, một nguyên nhân chính là do lái xe khi đã uống rượu bia. Trước thực tế đó, thì lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Nhóm phóng viên HTV đã theo chân tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông trực tự quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 28 Tết. Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ mở chốt tại tuyến đường Hoàng Sa, lực lượng đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 20 trường hợp, trong đó phát hiện và xử lý 2 trường hợp vi phạm. Có với trường hợp người vi phạm á là có số đo nồng độ cồn mới là 0,469, thì là cái này là vượt quá 0,4 theo cái quy định của nghị định 100 sửa đổi bổ sung, thì mức phạt là 7 triệu, tước giấy phép lái xe là 23 tháng, đồng thời sẽ giữ xe lại 7 ngày. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2022, trên địa bàn đã xảy ra hơn 2.900 vụ tai nạn giao thông làm chết 564 người. Dù các con số đã giảm ở cả 3 tiêu chí, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn đều liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe. Theo nhiều người dân, việc tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn là hết sức cần thiết, nhất là trong những ngày giáp Tết. Cần thiết phải kiểm tra nồng độ cồn nè, là cái này là trách nhiệm của người công an, người ta lo cho nhà nước, người ta lo cho mình, thì nói chung là mình làm vậy cho đi cho nó an toàn hơn. Thưa quý vị, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì thế, lực lượng công an chức năng sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn để đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết. Đồng loạt ra quân tuần tra liên kiểm, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn quận, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội, và đặc biệt là tuần tra liên kiểm tại các tuyến là giáp ranh giữa các quận huyện để phòng chống tội phạm cướp giật và các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chú trọng là những hành vi là đối tượng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, xử lý triệt để những hành vi vi phạm nồng độ cồn, cái này là thường xuyên và phạt đúng quy định. Theo thống kê, sau 2 tháng thực hiện cao điểm kéo dài từ giữa tháng 11 năm 2022 đến đầu tháng 1 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện xử lý hơn 500.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 80.000 trường hợp bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền gần 400 tỷ đồng. Thực hiện cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ, triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai thí điểm mô hình điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại chung cư cao tầng. Các điểm này đảm bảo duy trì xuyên Tết. Mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến được thí điểm tại chung cư Bộ Công an thuộc địa bàn phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Bàn hướng dẫn được đặt tại sảnh lễ tân, cư dân khi ra vào đều có thể dễ dàng được các bộ hướng dẫn giải đáp các thủ tục. Rất là thuận tiện, bởi vì là các cô là sống ở trong chung cư này, là có dịch vụ này thì từ trên lầu này xuống đây thấy nó cũng tiện hơn là đi ra phường. Ai cũng đi làm chiều tối mới về, thì bây giờ là ở công an phường đã cử các đồng chí xuống đây để hướng dẫn, và trực tiếp thì tối có cư dân mà về đó là xuống đây làm luôn, để cho cái tiến độ mà cơ sở dữ liệu dân cư của mình á sẽ nhanh hơn và mọi người sẽ thuận lợi hơn. Chung cư này cũng là địa điểm đầu tiên của thành phố Thủ Đức triển khai tổ an ninh tự quản. Các thành viên trong tổ hầu hết là cán bộ hưu trí đã tự nguyện túc trực theo ca tại khu vực sảnh hỗ trợ lực lượng công an. Đây cũng là điểm sáng của mô hình khi có chính quyền và nhân dân cùng thực hiện.
ở cái chung cư này có hơn 3.000 cư dân, mà nếu cứ phải có việc, cứ phải ra phường thì nhiều khi người ta giấu, người ta cũng không ra luôn. Thế cho nên là khi mà đã có một cái điểm ở đây rồi và giao cho tổ tự quản thì cái ban quản lý ai đến đây, ai đi người ta đều biết. Và khi không có xuống đây mà khai báo thì ban quản lý người ta nhắc nhở, thì như vậy là rất hiệu quả. Hiện nay, 34 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức đều đã có điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại chung cư cao tầng. Theo kế hoạch, các điểm đều sẽ hoạt động xuyên Tết, có cán bộ ứng trực để hỗ trợ người dân. Bước đầu thì chúng tôi cho công an xuống họ hướng dẫn, sau đó sẽ hướng dẫn theo một cái tổ tình nguyện của chung cư, những cái thủ tục thao tác để hướng dẫn người dân tại chung cư này làm. Thì sẽ nhân rộng cái mô hình đó ra, thì tất cả đây trực từ sáng đến chiều để mà hướng dẫn người dân làm cho cái tiện ích này, cho người dân trong việc đăng ký được cái thường trú tạm trú. Việc thí điểm mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các chung cư cao tầng đang đi đúng với tinh thần đề án 06, đẩy mạnh việc thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, tạo thói quen cho người dân, cơ quan, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đưa đề án đi vào thực tiễn. Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào đúng thời khắc giao thừa với thời gian trình diễn là 15 phút. Năm nay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện bắn tại 6 địa điểm, trong đó có một vị trí mới là khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân năm 1968, huyện Bình Chánh, để phục vụ người dân thành phố và các tỉnh lân cận. Đây là năm thứ 5 anh Võ Duy Khanh thực hiện nhiệm vụ đấu nối kỹ thuật cho trận địa pháo phục vụ cho pháo hoa đêm giao thừa. Dù nhiều năm liền phải đón giao thừa ở đơn vị, nhưng bản thân anh Khanh vẫn cảm thấy tự hào vì được góp phần vào nhiệm vụ chung của thành phố. Bản thân thì cũng rất tự hào về được phân công nhiệm vụ thực hiện trực tiếp tại cái khu vực trận địa này. Cũng gắng cố gắng đảm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ để góp phần công sức của mình cùng cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang của thành phố Đức để góp phần cho bà con có một cái buổi xem bắn pháo hoa thật là đẹp, vui và ý nghĩa. Để pháo được bắn lên đẹp đều đang xen nhau giữa các màu sắc thì công tác kỹ thuật cũng như lắp ghép súng pháo cũng được lực lượng thực hiện cẩn thận để có thể dễ dàng tạo nên những hình ảnh như mong muốn. Các công tác chuẩn bị đang gấp rút, nhanh chóng hoàn tất, nhưng các yếu tố an toàn vẫn được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu. Thưa quý vị, trận địa pháo hoa tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa điểm bắn pháo hoa thường niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất vào dịp Tết năm nay. Tại đây sẽ có 1.500 viên pháo tầm cao và 40 dàn pháo tầm thấp chuẩn bị sẵn sàng vào đúng vị trí để phục vụ cho buổi trình diễn vào đêm nay. Mặc dù thời gian chuẩn bị là vô cùng là gấp rút, tuy nhiên với cái tinh thần trách nhiệm của mình thì chúng tôi với tinh thần đó là nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách là tốt nhất. Để bảo đảm an toàn cho trận địa pháo thì chúng tôi huy động hết các trang thiết bị hiện có. Cho đến nay thì là công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, là công tác an toàn đã được bảo đảm. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm, trong đó có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Hội du học sinh và người Việt ở Bắc Úc đã tổ chức thành công lễ hội mừng xuân Quý Mão năm 2023. Chương trình nhằm mục đích mang đến cho bà con Việt Nam ở Darwin tận hưởng cái Tết xa quê hương thật ấm áp. Lễ hội mừng xuân Quý Mão được tổ chức với nhiều hoạt động mang ý nghĩa truyền thống của quê hương như múa lân, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây. Dịp này, hơn 400 bà con đang sống ở Darwin còn được thưởng thức các món ăn với các hương vị vùng miền Việt Nam như heo quay bánh hỏi, xôi nếp cẩm. Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là việc trưng bày những hình ảnh đậm nét Việt Nam như góc tập viết thư pháp, bàn thờ tổ tiên với hai lồng đèn khổng lồ, long phụng, tranh châu. Chương trình cũng hân hạnh được đón tiếp bà Naria Kitt, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đa văn hóa của Bắc Úc. Tham dự lễ hội đầu tiên trong năm 2023, bà Naria Kitt hào hứng thưởng thức các món ăn Việt, các tiết mục truyền thống và trao bao lì xì cho gần 100 bé. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng bà con Việt Nam sẽ bước vào năm mới 2023 với một sức sống mới và thành công. Theo trưởng ban tổ chức lễ hội, anh Đặng Hồng Hải, giám đốc công ty du học và định cư Agent High, đây không chỉ là buổi lễ mừng xuân mà còn là dịp để góp phần lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam, để cho các thế hệ con em sinh ra ở nước ngoài biết được các ngày lễ cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đưa cộng đồng người Việt tại Úc gần gũi hơn nữa với quê hương.
tin thế giới, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển G7 đã nhất trí xem xét lại mức giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga vào tháng 3 tới, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu là vào tháng 2. Theo thông báo mới, thời hạn mới đặt ra là tháng 3 năm 2023 sẽ cho phép G7 đánh giá các diễn biến trên thị trường sau khi thực thi chính sách áp giá trần đối với sản phẩm lọc dầu và lắng nghe đánh giá kỹ thuật của Liên minh châu Âu EU về việc áp giá trần đối với dầu thô. Hồi tháng 12 vừa qua, G7, Liên minh châu Âu EU và Australia đã nhất trí áp giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu bằng đường biển của Nga ở mức $60 một thùng. Theo kế hoạch này, G7 sẽ áp dụng hai mức giá trần riêng rẽ đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Cụ thể, một mức giá trần sẽ được áp dụng đối với sản phẩm được giao dịch ở mức cao hơn dầu thô như xăng và dầu diesel, và một mức trần khác sẽ áp dụng cho những sản phẩm được bán với giá thấp hơn dầu thô như dầu hỏa. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, triển vọng của nền kinh tế thế giới đỡ tiêu cực hơn dự báo vài tháng trước do lạm phát toàn cầu có dấu hiệu đi xuống, nhưng điều này không có nghĩa là tình hình kinh tế thế giới trong năm 2023 sẽ lạc quan. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 20 tháng 1, bà Kristalina Georgieva dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay. Bà cho biết đây là tốc độ tăng trưởng thấp thứ ba trong vài thập kỷ qua sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch COVID-19. Tình hình kinh tế ít tiêu cực hơn những gì mà chúng ta lo ngại vài tháng trước, nhưng đỡ tệ hơn không có nghĩa là kinh tế đã tốt lên. Điều cải thiện là lạm phát dường như đã bắt đầu dần đi đúng hướng, nói cách khác là đã giảm, cụ thể là lạm phát toàn phần. Nói về triển vọng kinh tế của Trung Quốc, bà Georgieva cho biết kinh tế nước này dự kiến sẽ tăng 4,4% trong năm nay. Hồi năm ngoái, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm tình trạng này xảy ra. Tuy nhiên, giờ đây khi quốc gia này đã mở cửa trở lại, các chuyên gia, bao gồm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde, dự báo sự phục hồi của Trung Quốc rất có thể sẽ đem lại tác động tích cực cho kinh tế thế giới. Ngày 20 tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất tăng đáng kể chi phí quốc phòng từ nay đến cuối thập kỷ và chuyển đổi các lực lượng hạt nhân Pháp để đối mặt với những ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine cũng như các mối đe dọa khác ngày càng tăng. Trong một bài phát biểu trước quân đội về chiến lược quốc phòng mới liên quan đến xung đột tại Ukraine, ông Macron đã đề xuất ngân sách quốc phòng 413 tỷ euro cho giai đoạn năm 2024-2030, so với mức 295 tỷ cho giai đoạn năm 2019-2025. Theo ông, ngân sách mới sẽ tăng khả năng củng cố an ninh nội địa và khả năng hoạt động ở nước ngoài của Pháp. Nếu sau này một đồng minh chính quyền chuyển trọng tâm sang nơi khác, chúng ta phải có đủ khả năng hành động với các nước châu Âu khác, trong hay ngoài NATO. Thậm chí nếu cần, chúng ta phải có khả năng lãnh đạo, tiến hành các hoạt động quy mô lớn cùng nhau. Ông Macron cũng kêu gọi hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Pháp, thay đổi chiến lược quân sự theo hướng củng cố vai trò của Pháp với tư cách là một cường quốc độc lập. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh các mối đe dọa từ chiến tranh hỗn hợp, tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như các mối đe dọa vẫn luôn hiện hữu của chủ nghĩa khủng bố. Công đảng New Zealand đã chọn ông Chris Hipkins là lãnh đạo mới. Với việc được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền, ông Hipkins sẽ là thủ tướng New Zealand khi bà Jacinda Ardern từ chức. Công đảng New Zealand sẽ họp kín vào trưa ngày 22 tháng 1 để ủng hộ đề cử và xác nhận ông Chris Hipkins là lãnh đạo. Tuy nhiên, đây chỉ là quy trình bởi ông Hipkins là ứng cử viên duy nhất thay thế bà Ardern. Các nhà quan sát cho rằng vì chỉ có một mình ông Hipkins tranh cử, cho thấy công đảng New Zealand đã dồn sự ủng hộ cho ông để tránh một cuộc tranh cử kéo dài gây mất đoàn kết nội bộ đảng. Ông Chris Hipkins, 44 tuổi, đang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Cảnh sát và Dịch vụ Công và là lãnh đạo Hạ viện New Zealand. Ông từng phụ trách nỗ lực ứng phó đại dịch của New Zealand từ năm 2020 đến 2022. Thủ tướng Ardern, 42 tuổi, trước đó đã tuyên bố từ chức vào ngày 7 tháng 2 vì không còn đủ năng lượng để tiếp tục công việc. Bà khẳng định không tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Kết quả một cuộc khảo sát công bố ngày 20 tháng 1 dựa trên số liệu thu thập trước tuyên bố của bà Ardern cho thấy sự ủng hộ dành cho công đảng giảm còn 31,7%, trong khi 37,2% số người tham gia ủng hộ đảng quốc gia đối lập.
quân đội Burkina Faso đã giải cứu thành công 66 phụ nữ và trẻ em ở miền Bắc đất nước. Những người này đã bị các phần tử cực đoan bắt cóc hồi giữa tháng 1 tại vùng Sahel. Đài truyền hình quốc gia Burkina Faso hôm qua đưa tin lực lượng vũ trang đã giải cứu các con tin trong một chiến dịch quân sự ở vùng Trung Bắc và đưa họ đến nơi an toàn. Trong số các con tin có 39 trẻ em, bao gồm 4 trẻ sơ sinh. Nhà chức trách cho hay những người này bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc vào ngày 12 và 13 tháng 1 tại tỉnh Soum khi họ đang đi tìm thức ăn. Burkina Faso thường xuyên phải đối mặt với các vụ bạo lực do các nhóm cực đoan gây ra. Những nhóm này có liên hệ với Al-Qaeda và tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Trong những năm qua, các vụ bạo lực này đã giết chết hàng ngàn người và khiến gần 2 triệu người ở Burkina Faso phải rời bỏ nhà cửa. Tình trạng bất ổn cũng châm ngòi cho hai cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi này chỉ riêng trong năm ngoái. Chính quyền quân sự lên nắm quyền vào tháng 9 năm 2022 cam kết sẽ khôi phục an ninh đất nước nhưng vẫn chưa thành công. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Kính chào tạm biệt.